Hello anh chị và các bạn. Thực sự rất khó để có thể tin được rằng là trong những ngày vừa qua thì giá vàng và giá dầu tăng rất là mạnh. Giá vàng thì tăng chuẩn bị vượt cái mốc 1.560 đô la Mỹ trên một ounce mà xác lập vào khoảng đâu đó là tháng 9 năm 2019. Và giá vàng trong nước thì trong phiên giao dịch sáng ngày hôm nay thì đã có cái khuynh hướng là vượt mốc 43.500.000 đồng trên một cây vàng. Giá dầu thì trong phiên giao dịch của tối ngày thứ sáu vừa qua thì giá dầu trên sàn giao dịch Mỹ thì đang có những cái dấu hiệu của chuyện đó là tăng rất mạnh tới 3%. Lý do nào đã khiến cho giá dầu, giá vàng và một số các cái hàng hóa gọi là hàng hóa cơ bản tăng mạnh như vậy trong thời gian vừa qua? Thì Thắng ơi sẽ cùng với anh chị và các bạn chia sẻ cập nhật cái thông tin trong cái video ngày hôm nay. Hiện nay thì tôi đang đi bộ lang thang ở dưới công viên trước nhà. Hiện nay tôi đang ở tại một cái khu nhà có cái công viên khá là rộng. Để tiện nói chuyện và trao đổi với anh chị và các bạn thì trước cách đây khoảng tầm ít hôm thì Thắng ơi cũng có dành thời gian ra cập nhật giá vàng cho anh chị và các bạn ở một cái vlog nói về cái biểu đồ phân tích kỹ thuật của giá vàng rồi. Và giá vàng rõ ràng đã đang đi đúng theo những gì mà Thắng ơi phân tích trong cái video cách đây khoảng tầm 2 tuần. Chúng tôi không nghĩ rằng là một cái thông tin giống như là cái việc mà Mỹ trong ngày đầu năm thì đã nâng cao, thậm chí là đẩy cao cái gọi là cái căng thẳng quân sự giữa người Mỹ và người Iran, trong cái việc đó là Mỹ đã điều quân và vừa rồi thì đang được cáo buộc là đã làm cho một tướng của Iran lâm trận. Câu chuyện này thì nó sẽ làm cho cái căng thẳng của khu vực Trung Đông leo thang. Và ngay lập tức thì giá vàng thế giới cũng như giá dầu trên thế giới đã có cái câu chuyện đó là tác động ngay lập tức tới cái thị trường trên cái việc giao dịch trên các thị trường hàng hóa trong cái buổi tối ngày thứ sáu. Cái căng thẳng này thì thực tế mà nói thì nhiều anh chị và các bạn sẽ cho rằng là nó thường xảy ra ở rất nhiều nơi trên thế giới và nó không có gì là lạ so với những cái câu chuyện mà lâu nay người Mỹ vẫn thường hay can thiệp quân sự vào các khu vực và nâng cao cái sức ảnh hưởng của mình tại một số các cái khu vực. Tuy vậy thì tại sao Mỹ lại làm rất là nhanh, xử lý vấn đề rất nhanh khi mà có một cái đại sứ quán của Mỹ tại Trung Đông thì bị bao vây và được cho là đã có việc đốt phá cũng như là gây thiệt hại về người tại một cái đại sứ quán của Mỹ tại một quốc gia Trung Đông. Viện cớ này thì người Mỹ, đặc biệt là Tổng thống Mỹ đã rất nhanh chóng mà đưa ra cái gọi là một cái thông điệp sắt đá và một cái cách làm rất là mau lẹ. Chỉ trong vòng 15 phút thì quân của Mỹ ở khu vực gần đó đã được điều tới và đã xử lý, giải cứu cái đại sứ quán này trong chốc lát. Sau đó thì một vài cái cuộc tấn công khác ở một số cái sân bay và đã cho được thấy rằng là hình như là các cuộc tấn công này đã làm cho người Iran mất đi một thiếu tướng. Và ngày hôm qua thì chúng ta thấy trên cái nóc của một cái nhà thờ tại Iran đã kéo cờ rũ màu đỏ tượng trưng cho cái câu chuyện đó là mất mát và bất công. Rất có thể đây là một trong những cái động thái đầu tiên về cái câu chuyện là gây căng thẳng tại khu vực Trung Đông và có thể sẽ là một cái lời tuyên chiến, công bố chiến tranh của Iran. Không biết rồi đây
thế giới của chúng ta sẽ như thế nào. Nhưng mà dù thế nào đi chăng nữa thì chúng ta cũng thực sự là khá là e ngại. Nhưng cái việc mà bất ổn như vậy nó ngay lập tức sẽ tác động tới một thứ mà chúng ta thực sự cần phải quan tâm để chúng ta có thể ra quyết định đầu tư và kinh doanh hiệu quả. Đó chính là cái chuyện giá vàng. Giá vàng. Giá vàng. Giá vàng tại sao lại nó lại tăng? Nó tăng là bởi vì khi mà mọi thứ nó có phần bất ổn thì các nhà đầu tư trên thế giới sẽ e ngại nhiều hơn, và khi họ e ngại nhiều hơn thì cũng đồng nghĩa với cái câu chuyện đó là họ sẽ chuyển một phần các cái trong các cái khoản đầu tư của mình vào vàng, và giá dầu cũng do đó mà tăng lên rất là mạnh. Vậy thì khi mà các cái hoạt động, các cái giá cả của một số hàng hóa nguyên liệu cơ bản có khuynh hướng tăng cao như vậy thì chúng ta phản ứng với cái câu chuyện đầu tư như thế nào? Thì thưa với anh chị và các bạn là với một số người mà không ưa rủi ro thì đã trong năm 2019 đã chuyển cái việc đầu tư của mình vào kênh đầu tư đó là vàng. Và một số anh chị em và các bạn thì vẫn sẵn sàng trong cái câu chuyện gọi là đầu tư trên thị trường chứng khoán thì cũng đã có thể đang hướng vào một số các cái dòng cổ phiếu mà liên quan tới các cái hàng hóa cơ bản, ví dụ như các cổ phiếu ngành dầu khí, ví dụ như các cổ phiếu ngành sắt thép, hoặc là hướng vào một số các cái doanh nghiệp mà được hưởng lợi từ giá vàng tăng hoặc là giá các hàng hóa cơ bản tăng. Nói đến đây thì quý vị và các bạn sẽ dễ dàng có thể nhận ra được một vài cái điểm như sau. Vậy thì đặt lại với Thắng ơi một câu hỏi là liệu cái dự báo giá vàng và giá dầu sẽ dịch chuyển như thế nào? Với cái việc căng thẳng leo thang của người Mỹ tại Iran có chủ đích và cái câu chuyện điều quân rất nhanh trong những ngày đầu năm thì dễ dàng nhận thấy rằng người Mỹ muốn thực sự là đẩy cao cái căng thẳng. Và hơn hết thì cái câu chuyện khi mà đẩy cao cái căng thẳng lên thì sẽ đẩy giá dầu và giá vàng tăng cao. Giá dầu tăng cao sẽ gây khó khăn nhất định cho một số quốc gia trong cái giai đoạn 2018-2019 do bất ổn kinh tế, chiến tranh thương mại Mỹ-Trung đã sử dụng một số các cái giải pháp của chính sách tiền tệ, tức là đẩy tiền vào nền kinh tế, bơm thêm tiền vào hệ thống ngân hàng. Nếu chưa kịp rút ra kịp thời thì rất có thể sẽ bị lạm phát kép. Việc lạm phát kép nó sẽ đưa đến cho những quốc gia này một cái quá trình điều hành chính sách khó khăn hơn rất nhiều trong giai đoạn sắp tới. Trong đó phải kể tới Trung Quốc, Việt Nam và một số quốc gia khu vực Đông Nam Á đã điều hành chính sách theo hướng gọi là nới lỏng tiền tệ cũng như là bơm tiền vào nền kinh tế. Và cái giá vàng thì được dự báo là sẽ cán mốc 1.700 đô la Mỹ trên một ounce, tức là hiện nay thì đang khoảng 1.540 đô la Mỹ trên một ounce và hướng dần về 1.700, tương đương với việc giá vàng trong nước rất có thể sẽ cán mốc 46,5 triệu đồng hoặc là 47 triệu đồng trong thời gian sắp tới. Giá dầu thì đang hướng về cái mốc 70 đô la Mỹ trên một thùng của oil ngọt nhẹ. Và thưa với anh chị và các bạn, các cổ phiếu ngành dầu khí rất có thể sẽ là một trong những cái điểm đến phù hợp cho cái câu chuyện đầu tư trong thời gian sắp tới. Chúng tôi xin được kết thúc video tại đây bởi vì là một vài cái chia sẻ cập nhật thông tin trong buổi chiều hôm nay thì đến đây thôi. Xin chào và hẹn gặp lại quý anh chị và các bạn trong những video tiếp theo.